đa chính phú, phi song khiết, yêu đương não sản phẩm, nghe nói, người được yêu, sẽ điên cuồng mọc ra máu thịt. Con rối vô tâm vô danh làm sao thoát khỏi lòng giam, tình yêu ùn ùn kéo đến có phải lại là một cái bẫy khác hay không? Tình yêu không bao giờ là cái lòng giam giữ tôi. Chương một Thiếu nữ mới tỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Gió thần ngâm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Gió thần ngâm 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Gió thần ngâm 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Giao phó, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Giám hộ quan hệ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Giám hộ quan hệ 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Giám hộ quan hệ 3 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Giám hộ quan hệ 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Thầm mến quan hệ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.